Hey, chào mừng các bạn trở lại với tập quên không không phải tập tiếp theo hay là không phải nói chung là quay game mà mình hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn tải và cài đặt game Assassin's Creed 3. Ok. Rồi, và với cách sử dụng hai phần mềm IDM và Obis Downloader như cũ nha. Thì hai phần mềm này mình sẽ để link download ở phía dưới, các bạn nào cần thì bấm hiển thị thêm sẽ thấy. Rồi, trước tiên là các bạn sẽ vào trình duyệt. Xong rồi các bạn sẽ vào trang tải game.org nè. Xong các bạn cần phải đăng nhập. Nếu như bạn nào chưa có tài khoản á, thì các bạn hãy bấm đăng ký để mà đăng ký nha. Và mình sẽ đăng nhập. Có tài khoản rồi thì đăng nhập. Ok. Rồi, sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ bấm vào cái khung tìm game này. Các bạn đánh tên game vào. Assassin's Creed 3. Đây. Rồi. Và sau khi nó vào được cái trang game rồi đó, thì các bạn sẽ kéo xuống dưới qua phần trailer, qua phần cấu hình tối thiểu và sẽ tới phần link download game. Thì ở đây nếu các bạn nào chưa download, nó sẽ hiện một cái nút ở đây là có chữ lấy link download. Các bạn bấm vào nút đó thì nó sẽ hiện ra cái những cái link này cho các bạn và nó sẽ trừ vào tài khoản của các bạn 1.000 đồng. Ok, thì như những bạn nào đã sử dụng cái trang này rồi thì sẽ biết nó bán mỗi game là 1.000 đồng. Thì các bạn thắc mắc tại sao mình không sử dụng link miễn phí hay là những trang khác, thì mình xin trả lời luôn là không phải mình thiên về cái gì hay không, mà là mình sử dụng cái trang web này, mình tải game để chơi phải là 3 năm rồi, từ lúc mình mới có máy tính tới giờ, nên là mình thấy nó cũng ok, xài cũng tốt cũng được, nên là mình giới thiệu cho các bạn xài thôi. Bản thân mình thì mình chưa thấy trục trặc gì. Ok, thì mình cũng vẫn sử dụng nó và lâu lâu mình cũng có vào mấy trang free như là linknevadie.com hay là những cái trang gì đó, nói chung là mấy trang free đó, là mình cũng hay vô tải. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải. Là nếu những bạn nào muốn tải từng patch một thì có thể bấm thẳng vào đây, nó sẽ tải cho các bạn. Còn các bạn ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn cách download toàn bộ link, là các bạn sẽ bấm vào đây, nó sẽ tải cho các bạn một cái file test. Ok, xong xuôi các bạn sẽ thắt trình duyệt đi. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ mở phần mềm download lên. Thì các bạn có phần mềm nào các bạn sẽ dùng phần mềm đó. Mình sẽ hướng dẫn với IDM trước. Ok, với IDM thì các bạn bấm vào Text, các bạn chọn Import và chọn From Test File. Ở đây các bạn sẽ dẫn tới cái file test mới nãy các bạn mới tải về. Ok, đây các bạn chọn vào nó và các bạn bấm Open. Xong nó sẽ hiện lên cái bảng Import List to IDM. Thì ở đây nó sẽ hiện hết những cái file các bạn cần tải nè. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào Check All. Sau khi chọn Check All là nó sẽ đánh dấu hết tất cả các path cho các bạn. Đó, rồi các bạn sẽ chuyển xuống phần All File to One Directory. Các bạn bấm vào đây, đánh dấu vào và nó sẽ hiện cái đường link này lên. Các bạn sẽ bấm vào Browse để chọn cái thư mục lưu những file này nhé. Các bạn hãy chọn những cái ổ đĩa nào mà nó còn trống nhiều, đủ để chứa những file này thì mình lưu ở trong ổ E. Còn các bạn lưu ở đâu thì tùy các bạn. Đây, mình đã tạo sẵn một thư mục. Rồi, chọn các bạn chọn xong, các bạn bấm OK. Sau khi chọn xong thôi, các bạn bấm OK ở đây và OK ở đây. Rồi, nó sẽ trở lại bảng IDM. Và ở đây các bạn sẽ bấm vào Star Wars. Rồi, sau khi bấm vào nút này thì nó sẽ bắt đầu tải cho các bạn. Và việc cuối cùng là các bạn sẽ ngồi chờ cho tới khi nó tải xong. Rồi, và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn với phần mềm Obis Downloader. Rồi, tới phần mềm Obis Downloader nha. Thì các bạn cũng mở nó lên. Mở Obis lên thì đối với Obis các bạn sẽ chọn File.
và chọn Import List of Download. Ở đây các bạn sẽ chú ý ở phần Files of Type, thì các bạn chọn vào đây và các bạn chọn TXT. Rồi, sau khi chọn xong các bạn sẽ dẫn tới cái file test lúc nãy. Ok, các bạn chọn nó xong thì các bạn bấm Open. Nó cũng hiện ra một cái bảng giống như cái bảng bên IDM. Rồi, ở đây các bạn sẽ bấm vào Switch Chosen State. Sau khi chọn xong, các bạn sẽ chọn vào cái phần Setto này, các bạn sẽ chọn vào Browse. Ok, thì ở đây là cũng giống như bên IDM, là các bạn sẽ dẫn tới cái thư mục để lưu cái những cái path tải về này. Mình cũng lưu vào OE như lúc nãy. Ok, đây và đây. Tùy các bạn lưu ở đâu, các bạn là tùy của mấy các bạn nhé. Thì nó phải đảm bảo cái ổ đĩa nó phải trống để đủ để chứa những cái file này. Chọn xong thì các bạn bấm OK, và ở đây cuối cùng là các bạn sẽ bấm Download. Rồi, sau khi các bạn bấm Download thì nó sẽ nhảy về cửa sổ Orbit và nó sẽ bắt đầu tải luôn cho các bạn. Rồi, thì cuối cùng là các bạn sẽ ngồi chờ cho tới khi nó tải xong. Mình sẽ tiếp tục ở phần giải nén và cài đặt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ở phần giải nén. Thì các bạn sau khi các bạn tải xong xuôi rồi á, thì các bạn sẽ vào cái thư mục chứa những cái file đó. Ok, đây, mình đã tải hết tất cả 28 patch vô đây rồi. Và các bạn sẽ bảo đảm là những cái patch này đều nằm chung một thư mục nha, và không bị lỗi một patch nào. Rồi, các bạn sẽ chọn vào bất kỳ file nào đó cũng được, bất kỳ patch nào cũng được hết. Các bạn bấm chuột phải vào và các bạn chọn Extract Here hoặc là Extract to Assassin's Creed 3 này. Nếu các bạn chọn Extract Here, nó sẽ giải nén ra ngay thư mục này luôn. Còn các bạn chọn Extract to Assassin's Creed 3 này á, nó sẽ tạo ra một cái thư mục với tên Assassin's Creed 3 và nó sẽ giải nén hết tất cả những gì trong đây vào trong cái thư mục đó. Và mình sẽ chọn cái thứ ba này. Rồi, việc tiếp theo là các bạn sẽ ngồi chờ cho tới khi nó giải nén xong. Ok, xong. Rồi, ok, sau khi giải nén xong thì các bạn sẽ bấm vào cái thư mục đó. Và trước tiên thì các bạn nên đọc hướng dẫn trước. Đấy, cài game bằng cách click vào setup.exe. Xong, copy các file trong thư mục rác vào nơi cài đặt game. Ok, thì xong rồi cuối cùng là xóa thư mục Ubisoft đi, mình chơi game. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ vào đây nè. Các bạn sẽ chọn vào cái setup.exe nè. Các bạn bấm chuột phải vào chọn Run as Administrator cho nó chắc ăn nha. Còn không các bạn bấm đúp chuột vô cũng được. Rồi, sau khi chọn vào thì nó sẽ hiện lên các bạn setup cho mình với cái mặt rất là đẹp trai cao to đen hôi của anh Connor. Và ok, các bạn sẽ bấm vào Next nè. Rồi, ở đây các bạn sẽ, nó sẽ cho các bạn chọn cái thư mục để cài cái game này. Thì các bạn sẽ bấm vào Browse và bấm vào, nó sẽ hiện lên một cái bảng này. Các bạn sẽ chọn, mình thì mình lưu trong OD thư mục game đấy. Còn các bạn thì các bạn có thể lưu ở đâu tùy ý các bạn, miễn sao cái ổ đĩa đó nó phải trống đủ để chứa cái game này. Rồi, chọn xong thì các bạn bấm OK. Rồi, xong xuôi các bạn bấm Next nè. Ở đây các bạn cũng để nguyên vậy và các bạn bấm Next. Ở đây các bạn cũng để nguyên vậy luôn và các bạn bấm Next. Ê, quên, các bạn bấm Info. Bấm xong. Bấm xong thì nó sẽ bắt đầu cài đặt cho các bạn. Và tiếp theo các bạn sẽ ngồi chờ cho tới khi nó cài đặt xong. Ok, mở hentai lên coi. Oh yeah, sắp xong rồi yeah. Ok, 100%. Come on. Đúng rồi, finish nha. Oh yeah. Sau khi khai xong, các bạn cứ để nguyên vậy. Các bạn quay trở lại cái thư mục
mà dạy nén mới nãy. Các bạn vào cái link event, vào cái thư mục crack này, các bạn sẽ copy hết tất cả những file này, bỏ qua hai cái file mà internet shortcode này đây nha, hai cái này không có liên quan gì đâu. Đó, các bạn copy bốn cái file này, bôi đen nó, chuột phải vào và copy. Rồi các bạn sẽ dẫn tới cái thư mục các bạn cài game mới nãy á, các bạn bỏ ở đâu thì các bạn sẽ dẫn tới đó. Mình bỏ ở đây thì mình sẽ dẫn tới đây, Assassin's Creed 3 nè. Đó, vào thư mục game các bạn sẽ bấm chuột phải và các bạn paste vào. Ok, sau khi các bạn bấm paste thì nó sẽ hiện lên một cái bảng này, nó sẽ hỏi các bạn là có copy đè lên hay không nè, hoặc là không copy nè, hoặc là copy nhưng mà giữ lại cái file cũ và đổi cái tên file mới. Thì ở đây tại vì sao nó hiện lên cái bảng này là tại vì cái file của các bạn nó có cái tên nó giống với những file ở trong này, những file có sẵn trong này nè, nên là nó sẽ hỏi các bạn hai cái tên giống nhau thì nó sẽ không để một chút cho một được, đúng không? Thì ok, các bạn sẽ chọn cái copy and replay, nghĩa là copy và đè lên cái file cũ. Các bạn sẽ chọn vào đây, chọn xong các bạn chọn tiếp. Ok, rồi sau khi chọn xong nó sẽ copy hết vào cái cho các bạn này. Rồi xong xuôi, xong xuôi rồi đó, mình nghĩ là xong rồi đó. Để mình kiểm tra thêm phải. Ok, hồi nãy ở trong cái ở đâu vậy? Yeah, đây nó sẽ bắt các bạn sẽ xóa cái Ubisoft nè. Thì được, nếu mà các bạn thích xóa các bạn xóa, không thì để vậy cũng được, nghĩ để vậy cũng được. Mình sẽ test game nha. Ok, và thêm một phần đáng chú ý nữa là các bạn sau khi các bạn lít chuột vào cái biểu tượng game này, các bạn mở game lên nó sẽ hiện ra cái bảng này, các bạn sẽ bấm quit nha. Ok, rồi và cuối cùng mình cũng đã tải xong và đã cài đặt xong và đã chơi được game nhé, đã vào được game và không có gặp lỗi gì. Rồi coi như phần hướng dẫn của mình tới đây là hết, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Chúc các bạn sẽ tải được và chơi được game này. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của mình. Bye bye.